Nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Thanh Tuấn. Và hôm nay em xin giới thiệu với khách hàng một căn nhà phố mini nằm ngay trục đường, đó là đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách hàng ơi. Căn nhà của ông ta thì nằm ngay một vị trí thì giáp với đường Quang Trung nha quý khách hàng, rất là gần với đường ngã tư Quang Trung này với Phạm Văn Chiêu. Đó, và đây là căn nhà của ông ta thì hôm nay em xin giới thiệu đến khách hàng, đó là một trệt một lầu gồm với một diện tích ngang 4, độ dài lên đến đó là 9m, được gia chủ thiết kế theo một kiến trúc tân cổ điển như quý hàng. Và đây là mặt tiền của chúng ta này, thiết kế rất là mới và được gia chủ thiết kế tân trang lại nha quý hàng. Và đây thì chúng ta cũng có nhé, một vị trí thì rất là rộng rãi, một con đường lên đến đó là tầm khoảng 3,5m, xe ba gác quý hàng có thể di chuyển ra vào rất là thoải mái luôn nha. Đó, đây là đường trước nhà của ông ta, rất là thông thoáng. Đó, một căn nhà có một mức giá thì rất là rẻ thôi, với giá đó là 3.450.000.000 thôi, giá thì đang còn thương lượng nha quý hàng. Được căn nhà này gia chủ thiết kế một phòng khách này, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đó, vị trí thì ở quý hàng rất là đẹp. Rồi, và bây giờ thì xin mời quý hàng chúng ta cùng di chuyển đến phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Bên trong đây thì ngay khi bước vào thì quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có một khu vực phòng khách thì gia chủ thiết kế tại ở đây. Phòng khách này thì chúng ta có một bộ bàn ăn mini, một bộ bàn ghế sofa này. Đó, xung quanh tường thì gia chủ thiết kế những bức tranh rất là đẹp nha quý khách hàng. Đó, gia chủ thiết kế này. Phía trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chùm. Xung quanh nhà thì gia chủ dán giấy dán tường full nha quý khách hàng. Đây là khu vực ở giữa nhà thì chúng ta có khu vực cầu thang được làm từ gỗ căm xe, lót kính cường lực này và lót đá hoa cương. Xung quanh nhà thì gia chủ ốp gạch men cao lên đến tầm 1,2m nha quý khách hàng. Đó, và đây là khu vực ở giữa nhà. Khu vực ở giữa nhà thì chúng ta có một nhà vệ sinh ở giữa này sau khu vực cầu thang, và bồn rửa tay này. Nhà vệ sinh phía sau thì chúng ta có kính này. Đó, đây là khu phòng bếp của chúng ta này, chúng ta có một bộ bàn ăn 4 ghế. Đó, tường thì được gia chủ ốp gạch men full lên đến cao lên đến trần luôn nha. Đó, phía trên thì chúng ta có những chỉ hoa văn này rất là đẹp. Đó, căn nhà này thì là có hướng đông bắc nha quý hàng, phù hợp cho quý hàng nào phong thủy tây tứ trạch. Đây là khu phòng bếp của chúng ta. Đó, phòng bếp này, không gian để tủ lạnh này rất là ngăn nắp rồi, gia chủ thiết kế sẵn rồi. Đó, một phòng khách rất là rộng rãi. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta cùng tham quan nha. Ngay khi bước lên lầu 1 thì chúng ta có hai khu phòng ngủ nha. Đây là khu phòng ngủ phía sau thì gia chủ đã thiết kế để chống như khách hàng. Thì chúng ta về thì chúng ta thêm một số nội thất đi kèm như là tủ quần áo, máy lạnh này, quạt gió hoặc kệ tivi. Phòng ốc thì gia chủ thiết kế rất là sạch sẽ và mới nha. Xung quanh tường thì gia chủ dán giấy dán tường này phun lên đến trần nhà luôn nha, rất là đẹp rồi. Một mức giá thì 3.450.000.000 giá thì đang còn thương lượng như quý khách hàng. Và đây là khúc và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì gia chủ thiết kế treo nha. Nhà vệ sinh này, vòi tắm này, bồn rửa tay. Đó, đây thì gia chủ thiết kế treo. Đây thì chúng ta có những bậc tam cấp, chúng ta đi xuống nha. Đó, đây là khu phòng ngủ của chúng ta. Khu phòng ngủ này thì gia chủ để trống luôn. Phía trước thì chúng ta có một khoảng sân rất là rộng rãi, cục ban công. Đây là khu phòng ngủ thứ hai này. À, chúng ta cùng mở cửa ra chúng ta cùng coi nhé. Khu ban công này ở phía ngoài đây rất là rộng rãi, thì gia chủ đã có trồng cây đến cục ở phía ngoài này. Đây thì gia chủ thiết kế này rất là rộng rãi, thì khách hàng ở đây có thể phơi quần áo tại ở không gian ở phía ngoài này nhé. Đây là đường vào thì rất là thông thoáng rồi, một con đường thì chúng ta chỉ cắt đường trục trường đường chính của đường Phạm Văn Chiêu thì tầm 200m thôi. Phía trước thì chúng ta đã đạt được đường Phạm Văn Chiêu rồi. Rồi, video của Thanh Tuấn đến đây là hết rồi.
Nếu khách hàng nào thích căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ đến Nhà Đất Thanh Tuấn nha. Và Thanh Tuấn xin chào, hẹn gặp lại khách hàng một video khác.